Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 17 tháng 11, đại diện cục cảnh sát giao thông C08 Bộ Công an cho biết vào 15 giờ 40 phút cùng ngày, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 khi tuần tra kiểm soát khu vực km 52 cao tốc Hà Nội Hải Phòng đã phát hiện hai thanh niên chạy xe máy trên cao tốc. Ngay lập tức, cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng tuần đường của công ty VIDIFI, đơn vị quản lý tuyến đường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ dừng được phương tiện này. Qua xác định ban đầu, người điều khiển xe máy là Hà Mạnh Hát, 19 tuổi, ở thành phố Hải Phòng, tổ công tác đội 2 Cục Cảnh sát Giao thông, sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính với lái xe Hát, với hành vi điều khiển xe đi vào đường cao tốc, điều khiển xe không có đăng ký xe, không có giấy chứng nhận bảo hiểm và tạm giữ chiếc xe máy nêu trên. Với các hành vi vi phạm trên, lái xe Hà Mạnh Hát sẽ bị phạt tiền hơn 3,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện đến 10 ngày làm việc. Tại cơ quan công an, anh Hà Mạnh Hát trình bày, sáng cùng ngày anh hát điều khiển xe máy đi từ huyện Cát Bà về thành phố Hải Phòng, do đi theo chỉ dẫn của phần mềm Google Maps nên anh hát đi nhầm vào đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Về sự việc, anh hát cho hay, tôi nhận thức được việc điều khiển xe máy vào cao tốc là rất nguy hiểm. Sau lần bị xử phạt này, tôi sẽ rút kinh nghiệm và hứa không tái phạm. Ngày 16 tháng 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04, Công an tỉnh Tây Ninh, thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Phạm Văn Tiến, 36 tuổi và Đặng Thanh Tuấn, 44 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Đồng Nai về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua công tác chính xác, Công an Tây Ninh phát hiện được dây vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Nhận thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận ma túy từ Campuchia, các đối tượng phân nhỏ lượng hàng thành từng gói từ 1 đến 5 kg, sau đó chúng thuê shipper vận chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương để tiêu thụ. Đặc biệt, Tiến và Tuấn còn thêm một số đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới, mang theo vũ khí nóng trong suốt quá trình vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, mọi hoạt động của đường dây này đã nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát phòng chống ma túy. Sau quá trình theo dõi, lực lượng công an đã lên kế hoạch phá án, chấm dứt mọi hành vi phạm tội. Vào lúc 11 giờ ngày 6 tháng 11, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ từ công an tỉnh Tây Ninh, C04 và các đơn vị nghiệp vụ liên quan được huy động, chia làm 5 tổ công tác để phá án. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Văn Tiến và Đặng Thanh Tuấn khi cả hai đang bốc phát ma túy từ ô tô biển kiểm soát 70A 53449 vào số nhà 42, đường số 9, hẻm 24, khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tăng vật thu giữ bao gồm 58 kg ma túy tổng hợp, một khẩu súng và 11 viên đạn. Tiếp tục mở rộng điều tra, ban chuyên án tạm giữ thêm 5 đối tượng khác liên quan đến đường dây này gồm Ngô Thị Kiều Xuân, Hồ Hồng Mãi, Đặng Thị Quyên, Nguyễn Thị Kim Loan và Trương Thị Trang. Điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 7 năm 2024, một đối tượng ở Campuchia đã sử dụng ứng dụng Telegram để trao đổi, thuê Phạm Văn Tiến và Đặng Thanh Tuấn vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa. Số lượng vận chuyển mỗi lần giao động từ 20kg đến 40kg với tiền công 800 đô la Mỹ 1kg. Ma túy được đối tượng ở Campuchia thuê người vận chuyển qua biên giới và tập kết tại khu vực thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, hàng được giao tiếp cho Tiến và Tuấn để tiếp tục đưa vào sâu nội địa. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Thành công của chuyện án một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng công an tỉnh Tây Ninh trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, có phần bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội. Chiều ngày 15 tháng 11, lãnh đạo xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm tung tích chị NTH, sinh năm 1994, trú tại thôn Tranh Trừ 1, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, sau nghi vấn chị này để lại xe máy trên cầu tranh rồi nhảy xuống sông Luộc. Trước đó, vào ngày 15 tháng 11, người dân lưu thông qua cầu tranh nối thị trấn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương với huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, nghi có người nhảy xuống sông Luộc nên lập tức thông báo cho chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm. Qua xác minh nhanh của cơ quan chức năng, người nghi nhảy cầu là chị NTH. Thông tin ban đầu được biết trước khi lên cầu tranh nhảy xuống sông Luộc, chị Hát dùng một vật sắc nhọn tác động vào cổ ông nội mình. Sau đó, chị Hát đi xe lên đoạn giữa cầu Tranh, rồi để đôi dép cùng phương tiện lại, bất ngờ nhảy xuống sông. Người dân địa phương cho biết nhiều năm trước chị Hát có biểu hiện tâm thần không bình thường và chưa xây dựng gia đình. Trước đây có lần chị Hát có ý định nhảy cầu Tranh nhưng may mắn được người dân cứu. Charlie A, một trong 51 người bị buộc tội cưỡng hiếp bà Giselle Pellicot, Nạn nhân trong vụ chồng dù hàng chục người lạ hiếp dâm vợ từng bàn kế hoạch làm điều tương tự với mẹ ruột, Dominic Pelicot, chồng của bà Giselle, đã nghiền thuốc ngủ và thuốc chống lo âu vào thức ăn của bà. Sau đó mời hơn 80 người đàn ông tới nhà dở cho đồi bại trong lúc bà bất tỉnh suốt gần 10 năm. Charlie A, công nhân vườn nho, được cho là đã lái xe đến nhà Pelicot tại làng Majan, vùng province của Pháp, 6 lần từ năm 2016 đến năm 2020. Lần đầu tiên xảy ra vụ việc là khi Charlie 22 tuổi và bà Giselle 64 tuổi vào ngày 4 tháng 10, các thẩm phán tại phiên tòa xét xử vụ án của bà Pelicot đã đồng ý công bố đoạn video bà bị lạm dụng được ghi lại bởi chính chồng cũ của bà, ông Dominic Pelicot. Những người không trực tiếp liên quan vụ án đã bị mời ra khỏi phiên tòa vì các video này gây ảnh hưởng đến đạo đức cộng đồng và quá chấn động. Hội đồng thẩm phán đã đồng ý cho chiếu các video này tại phiên tòa sau khi các luật sư của bà Giselle Pelicot khẳng định rằng thân chủ của họ muốn chúng được công bố. Khi bà Pelicot bị tiêm thuốc đến mức hôn mê bà đã không nhớ gì về các vụ việc trên và cho biết các video này sẽ là bằng chứng cho thấy những gì bà đã phải trải qua. Trong số 50 người đàn ông bị cáo buộc, phần lớn đã phủ nhận tội danh và cho biết họ nghĩ bà chỉ đang giả vờ ngủ và chồng cũ của bà đã đồng ý cho họ quan hệ với bà. Hiện còn khoảng 30 người đàn ông khác xuất hiện trong gần 20.000 video và hình ảnh của ông Dominic Pelicot ghi lại cảnh bà Pelicot bị xâm hại và vẫn chưa được xác minh danh tính. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, sáng ngày 17 tháng 11, lực lượng công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tuần tra khảo sát địa bàn để truy bắt con cá sấu nổi trên sông Bằng Lăng. Từ đêm ngày 16 tháng 11, lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều biện pháp như đặt mồi nhử, dùng ghe cào, răng lưới để dẫn dụ và bắt cá sấu, truy tìm xuyên đêm nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích của nó. Trước đó, khoảng 8 giờ 50 phút ngày 16 tháng 11, người dân phát hiện con cá sấu dài khoảng 1,5 mét, nặng từ 30 đến 40 kg, đang bơi trên đoạn sông Bằng Lăng, thuộc ấp Canh Đứng, xã Tân Ninh. Sau đó, người dân chi hô và tổ chức vây bắt, tuy nhiên con cá sấu nhanh chóng lạn mất nên họ buộc phải báo cáo với cơ quan chức năng. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân xã Tân Ninh và cơ quan chuyên môn huyện Tân Thạnh vẫn tiếp tục tuần tra các tuyến kênh để sớm bắt được cá sấu, đảm bảo an toàn cho người dân. Chính quyền địa phương thông báo rộng rãi khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt không để trẻ em bơi lội dưới kênh, báo tin ngay cho Ủy ban Nhân dân hoặc Công an xã nếu phát hiện cá sấu. Trước đây, người dân ấp 5 xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp cũng từng nhìn thấy một con cá sấu có kích cỡ tương tự nằm trên bờ kênh Bảy Thước. Sau khi bị phát hiện, con cá sấu nhanh chóng trườn xuống kênh và biến mất, gây lo lắng cho những người sống trong khu vực.